Trong lúc này, chúng ta đã trải qua những thời đen tối ở trong lịch sử của Hoa Kỳ. Ở bên New York một năm về trước, rất là đen tối. Và có nhiều người chết, và tới năm nay, vào tháng 7 ngày một tây Họ sẽ mở cửa trả lại. New York có 8.5 triệu người sống bên đó. New York có 6.4 triệu liều vắc xin đã xài. Và New York ngày hôm nay đang đi trên con đường bắt đầu tốt trở lại. Và ngày hôm nay, về COVID-19 đang bị lây nhiễm trả lợi. Có nhiều tiểu bang khác nhau, giống như bên Oregon. Những chỗ nhiễm mới và đóng cửa nhiều chỗ mới. So Trong lúc này, trên Hoa Kỳ có nhiều chỗ COVID-19 đang được giảm. Hiện tại ngay bây giờ trên Hoa Kỳ khoảng chừng 144 triệu được kích thúc ngừa một lần. Nói đúng ra là có 143.793.567 người đã kích thúc ngừa COVID-19 một lần. Đây là của đài sẽ báo cho chúng ta biết xấu và tốt COVID-19 sẽ đẩy chúng ta đi tới đâu và như thế nào. In another sign, the nation is turning the corner tonight. New York City. Có nhà hôm nay, New York báo cho chúng ta biết. Once the epicenter of the pandemic is now set to fully reopen July 1st. Một trong những chỗ bị nhiễm COVID-19 rất là nặng hiện tại ngay bây giờ bắt đầu mở cửa trở lại vào tháng 7 ngày một tây. Today, the mayor announcing restaurants, theaters, museums... Nhà hàng, chỗ coi phim, museum, Even music halls will be back in business at Cả luôn music hall cũng được trở lại. Sẽ được trở lại mở cửa 100%. Broadway, will likely remain dark through summer, the Broadway thì vẫn còn đóng cửa từ đây cho tới mùa hè năm nay. Mayor cited the city's 6.4 million vaccinations

Vào lễ độc lập năm nay có lẽ là cái lễ độc lập mới cho ở trên Hoa Kỳ giống như New York. Even US lines could set sail by mid -July. Và còn thêm những cái tàu du lịch có thể đi du lịch vào giữa tháng 7 tới đây đi từ cảng ở New York. The CDC is now a for a... Và ngày hôm nay CDC đưa ra từ chi tiết như thế nào như thế nào. Safe return. One option requiring 98 of crew. một cái trường hợp đó là phần trăm những người làm trên tàu phải chích thuốc ngừa và 95 phần trăm những người lên tàu du lịch đi chơi cũng phải chích thuốc ngừa và theo ông này ông nói cái đó là những gì có thể làm được và cho tương lai and, and safe và cho an toàn cho những người khi đi du lịch. Trong lúc này, cho dù ở bên California, cái chỗ mà bị nhiễm COVID nặng, ngay bây giờ cũng đang được giảm xuống. Số người nhiễm COVID-19 ở trên Hoa Kỳ giảm xuống khoảng chừng 21% là tại vì chích thuốc ngừa rất là nhiều chỗ cho nên mới được như vậy nhưng mà vẫn có những cái chỗ bị lây nhiễm covid19 đang tăng lên cao có nhiều nhà thương bên michigan số người bị nhiễm vô trong nhà thương cũng một trăm một trong những chỗ đang lo ngại hiện tại ngay bây giờ đó là bên Oregon. 15 thành phố nhỏ ở bên Oregon hiện tại kêu đóng cửa. Và theo bà chính phủ của ở bên Oregon, bà báo cho biết hiện tại ngay bây giờ bên Oregon đang đi ngược trở lại vào buổi tối ngày hôm nay có nhiều tiểu bang trên hoa kỳ đang tạm ngừng trả lời trong lúc trên hoa kỳ nhiều tiểu bang cũng đang mở cửa trả lời và trong lúc này hoa kỳ sắp sửa mở cửa lại hết